Trọng sinh chi tối cường kiếm thần chương 2805, tà thần chi kiếm. Nếu người chơi bị đánh trúng, cho dù là trang bị cấp ám kim có ma pháp trận gia cố sợ rằng cũng sẽ bị hủy, cũng chỉ có trang bị cấp sử thi là có thể kháng được. Nếu không phải hắn có kỹ năng vô địch lĩnh vực tuyệt đối, sợ rằng một kích đã có thể kích sát hắn rồi. Trút! Tất cả mọi người lập tức rút lui. Theo hỏa diễm tản đi, Thạch Phong trực tiếp hạ mệnh lệnh bỏ chạy trong trò chuyện đoàn đội một con dung nham ma khuyển thì hắn còn có thể bảo khả nhạc miễn cưỡng chống đỡ, nhưng đối mặt với ba con dung nham ma khuyển cỡ nhỏ lực lượng không giảm, hắn là một khoảnh khắc cũng không muốn ở lại. Ngay lập tức đổi địa chi hoàng thành không chi hoàng, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Gừ. Thạch Phong vừa muốn sử dụng không gian di động thoát đi, ba con dung nham ma khuyển đồng thời hét lớn một tiếng, ba đạo gợn sóng màu đỏ nhạt theo đó khuếch tán ra, ngay tức khắc không gian xung quanh giống như ngưng kết, không gian chi lực của thất diệu chi giới căn bản không thể xé được ra một chút lỗ hổng nào ở nơi này không gian phong tỏa thạch phong nhìn kẻ nứt vất vả lắm mới mở ra lại trực tiếp tiêu tán sắc mặt hơi trầm xuống đối với người chơi mà nói đối mặt với loại quái vật thực lực cường đại vô cùng lại biết phong tỏa không gian này đó quả thực chính là một cơn ác mộng hoặc là nói kết cục thập tử vô sinh quái vật vốn đã có thuộc tính cường đại bất kể lực lượng hay là tốc độ đều không phải người chơi có thể sánh bằng. Người chơi muốn đào tẩu cũng chỉ có thể dựa vào loại thủ đoạn không gian di động này, nhưng thủ đoạn này mà bị phong ấn, kết quả là không cần nghĩ cũng biết. Nhưng quái vật nắm giữ phong tỏa không gian trong thần vực là đã ít lại càng ít, bình thường đều là NPC đứng đầu mới có thể làm được, nhưng Thạch Phong không ngờ một sinh mệnh nguyên tố như dung nham ma khuyển cũng có thể nắm giữ ma pháp như vậy. Xúc phạm cấm kỵ của hỏa thần vĩ đại lấy linh hồn của ngươi để có được sự khoan thứ của hỏa thần đi. Ba con dung nham ma khuyển nhìn chầm chầm Thạch Phong, thanh âm lạnh như băng, nói xong liền lao về phía Thạch Phong. Ba con dung nham ma khuyển hình thể chỉ hơn một mét nhìn thì rất nhỏ, nhưng khi di động lại khiến không gian lờ mờ trở nên chấn động, lực lượng to lớn hoàn toàn không thua gì dung nham ma khuyển vốn chỉ có một thể. Ba con phân biệt từ ba phương hướng vây về phía Thạch Phong, chiến pháp quả thực không khác gì NPC thủ hộ giả thần linh tạo ra à thạch phong nhìn ba con dung nham ma quyển xông tới vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng một số quái vật cường đại làm thủ hộ giả của bảo tàng ở trong thần vực là chuyện rất bình thường nhưng trong thủ hộ giả cũng có một số tồn tại cường đại tới cực đoan đó chính là thủ hộ giả thần linh chế tạo ra loại sinh mệnh này đều là thần linh tỉ mỉ sáng tạo ra để thủ hộ tài phú của mình không chỉ có sinh mệnh vĩnh viễn đồng thời cũng là tồn tại bất tử có một số kỹ năng ma pháp rất mạnh, so với thái cổ chủng cùng cấp bậc thì khó chơi hơn nhiều. Chỉ có thể liều một phen thôi. Thạch Phong cắn răng dùng ra thiên long chi lực và thần ảnh bộ. Mười phân thân giống hệt bản tôn, thậm chí ngay cả khí tức và uy thế cũng vậy, trực tiếp nên đón ba con dung nham ma Quyển đang xông lên. Tuy ba con dung nham ma khuyển rất lợi hại, nhưng Thạch Phong mượn hoán đổi giữa các phân thân, khiến ba con dung nham ma khuyển cũng không có biện pháp gì mà Thạch Phong thì mượn cơ hội trốn ra ngoài động quật. Cái thứ thủ hộ giả này chỉ cần rời khỏi phạm vi nhất định của thứ được thủ hộ là sẽ tự động từ bỏ, cho nên chỉ cần hắn chạy ra khỏi phạm vi nhất định thì có thể thoát khỏi dung nham ma quyển. Có điều ba con dung nham ma khuyển là vô cùng khó chơi, lực lượng vô cùng lớn thì không nói, tốc độ còn nhanh tới chết người, khe hở lưu lại cho Thạch Phong đi là rất ít. Cho tới khi hiệu quả của thần ảnh bộ mất đi, Thạch Phong cũng mới chỉ đi được hơn 50 mét, cách cửa động quật vẫn còn hơn 100 mét. Trong nháy mắt phân thân biến mất, một con dung nham ma khuyển vung một trảo về phía Thạch Phong, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không thể né tránh, Thạch Phong chỉ có thể sử dụng thánh kiếm thí lôi để ngăn cản. Bùng! Trong nháy mắt móng vuốt và lợi kiếm va chạm, Thạch Phong cảm thấy toàn bộ cánh tay đều tê dại không còn cảm giác, mà bản thân hắn cũng bị đẩy lui hơn 20 mét, điểm sinh mệnh tổn thất hơn 4 vạn. Lực lượng mạnh quá, đây là tiếp cận với lực lượng của quái vật truyền kỳ cao cấp rồi à. Thạch Phong nhìn Dung Nham Ma Khuyển Kinh Tháng nói. Chỉ là va chạm một chút, Dung Nham Ma Khuyển căn bản không sử dụng kỹ năng, lại có thể khiến hắn tổn thất nhiều điểm sinh mệnh như vậy, phải biết rằng hắn đã mở ra thiên long chi lực, lực lượng có được đề thăng thì không nói, sức phòng ngự cũng đề thăng trên diện rộng, có thể nói là vượt qua cả khả nhạc. Chỉ là không có kỹ năng giảm thương của khả nhạc mà thôi nhưng cho dù là vậy hắn vẫn tổn thất hơn bốn vạn điểm sinh mệnh lực lượng của dung nham ma khuyển lúc này tuyệt đối là còn mạnh hơn dung nham ma khuyển khi ở hình thể to lớn vốn có không chỉ một bậc mà hắn hiện tại không ngờ phải đối mặt với ba con còn không chờ thạch phong nghĩ ra nên làm gì một con dung nham ma khuyển khác đã đánh tới thạch phong vội vàng dùng ra kỹ năng chống đỡ để ngăn cản lại rầm một tiếng thạch phong bị đánh bay hơn hai mươi mét không chỉ không cách cửa động quật càng lúc càng gần ngược lại là cách càng lúc càng xa có thể nói loại chuyện này đã được dung nham ma khuyển tính toán rồi trình độ chiến đấu cao hoàn toàn không thua gì npc và người chơi cao thủ phải chết ở đây à thạch phong nhìn dung nham ma khuyển lại nhào tới khóe miệng mang theo một nụ cười khổ để thực sự thành lập được tọa độ truyền tống lần này hắn có chút quá mạo hiểm hắn chết một lần cũng không sao mấu chốt là trên người hắn có một số đạo cụ chỉ cần tử vong là tất rơi loại rơi ra này không phải đơn giản là rơi ở tại chỗ, mà sau khi những vật phẩm quý giá rơi ra một đoạn thời gian sẽ tự động tiêu tán, không phải nói sau khi chết rồi thì vẫn có thể nhặt về. Sau khi người chơi tử vong trong nửa tiếng không thể tự động phục sinh, trừ khi có người chơi sử dụng thuật phục sinh hoặc là đạo cụ đặc thù. Thời gian nửa tiếng, vật phẩm rơi ra đã sớm biến mất rồi. Theo móng sắt và lưỡi kiếm va chạm liên tục, điểm sinh mệnh của Thạch Phong là không ngừng giảm xuống. 80 70% 60% Cho dù là hư vô chi bộ ở trước mặt ba con dung nham ma khuyển cảm giác cực kỳ nhạy bén mà nói căn bản cũng không có tác dụng, trực tiếp nhào tới chính là một trảo, bằng không chính là cắn xé. Sao hội trưởng vẫn chưa ra? Thủy sắc sắc vi sớm đã rời khỏi hẻm núi nhìn hẻm núi chỗ có quái vật dung nham, kỳ quái hỏi. Dựa vào lực lượng của hội trưởng chắc không có chuyện gì đâu, dẫu sao hội trưởng toàn lực ứng phó cũng có thể chống đỡ quái vật truyền kỳ hắc tử nói đã lâu như vậy rồi hơn nửa lúc trước chính là ba con dung nham ma khuyển ta vẫn cứ vào xem thử hỏa vũ cũng lo lắng nói ta cũng đi lúc này vi ảnh cũng đi theo mà ở trong động quật thạch phong nhìn dung nham ma khuyển đã hình thành thế giáp công và điểm sinh mệnh còn lại không nhiều của mình hơi cười khổ cho dù sử dụng song trọng bạo phát khiến hắn tạm thời có lực lượng chống lại truyền kỳ bậc bốn đối mặt với một con dung nham ma khuyển còn có thể đào tẩu, nhưng ba con dung nham ma khuyển lại phối hợp kín kẻ, khiến hắn vẫn cách cửa động quật thủy chung không thể tiếp cận cự ly trăm mét. Tuy muốn sử dụng quyển trục ma pháp hoặc là quyển trục kêu gọi, nhưng tốc độ của ba con dung nham ma khuyển quá nhanh, căn bản không cho hắn một chút cơ hội. Mắt thấy thời gian duy trì của sông trọng bạo phát đã càng lúc càng ít, sắp lâm vào tuyệt vọng, điên cuồng tra tìm trong ba lô xem có thứ gì có thể ứng đối hay không, đột nhiên phát hiện một thanh trường kiếm gãy một mực ngủ say trong không gian ba lô kiện vật phẩm này chính là di sản tà thần bảo kiếm tà thần sứ từng dùng nhìn dung nham ma quyển lao tới thạch phong trắng răng trực tiếp lấy ra di sản tà thần rót lực lượng của bản thân vào trong đó so sánh với tổn thất toàn thuộc tính chắc chắn vật phẩm rơi ra sau khi hắn chết là quan trọng hơn theo thạch phong rót lực lượng bản thân vào trong đó lập tức di sản tà thần sinh ra nhịp đập một cổ lực lượng vô hình đột nhiên khuếch tán ra, trải khắp cả động quật, không gian cũng bắt đầu sinh ra chấn động, một cổ khí tức vạn vật tử vong tràn ngập toàn bộ động quật. Trong động quật không gian bị đóng băng hoàn toàn, ba con dung nham ma khuyển lao về phía Thạch Phong đột nhiên đứng lại tại chỗ, nhìn chầm chầm trong tay Thạch Phong trong tay Thạch Phong, lúc này trên kiếm gãy hiện ra thần văn màu đen, bốc ra sương đen cuồn cuộn, mang tới cho mọi người một loại cảm giác vô cùng lạnh lùng và tà dị mà đôi mắt nhìn kiếm gãy của dung nham ma quyển là tràn ngập kiên kỵ, giống như nhớ lại chuyện sợ hãi nào đó trong quá khứ. Kẻ dị đoan chết tiệt không ngờ dám bước vào nơi thần thánh này. Để lửa của hỏa thần vĩ đại tinh lọc linh hồn của ngươi đi. Theo Thạch Phong từ trong ba lô lấy ra kiếm gãy đổi cho ma khí thâm uyên giả, ba con dung nham ma quyển giống như bị kiếm gãy kích thích vậy, hình thể đột nhiên to ra một vòng thì không nói, toàn thân trên dưới đều bốc lên hỏa diễm màu vàng đỏ rõ ràng chỉ là móng vuốt của dung nham ma khuyển hạ xuống trên mặt đất nham thạch cứng rắn, mặt đất lại bắt đầu vỡ ra một cách quỷ dị, không gian xung quanh ẩn hiện kẻ nước màu đen, giống như toàn bộ không gian đều không chịu nổi của hỏa diễm này. Hơn nữa từ trong hỏa diễm bốc ra, Thạch Phong cảm thấy uy hiếp tử vong. Loại tử vong này không phải chỉ đơn giản là giảm cấp, bởi vì cảm giác mà những hỏa diễm này mang tới cho Thạch Phong là cường đại hơn linh hồn chi hỏa rất nhiều, hỏa diễm như vậy muốn đốt cháy linh hồn, quả thực là rất dễ dàng. Nếu như bị bất hủ chi hồn của người chơi bị đốt cháy hết, người chơi chính là phế hoàn toàn. Còn không chờ Thạch Phong nghĩ ra phương pháp gì, ba con dung nham ma khuyển đã cùng lúc lao về phía Thạch Phong. Đối mặt với ba con dung nham ma khuyển lao tới, Thạch Phong đã không còn kỹ năng gì để ngăn cản, cộng thêm tốc độ của dung nham ma khuyển tăng vọt, chỉ có thể theo bản năng dùng ra quỷ tích kiếm. Chỉ thấy vô số kiếm quang xoay quanh người Thạch Phong, ba quả cầu lửa màu vàng đỏ to lớn va chạm lên bên trên. Rầm rầm rầm. Hỏa quang ngút trời, mặt đất nham thạch xung quanh vỡ vụn từng tấc, toàn bộ không gian chìm trong một mảng biển lửa. Mà trong cột lửa dâng lên đột nhiên có ba đạo thân ảnh bay ra, chính là dung nham ma khuyển, lập tức đập ra ba cái hố to, sâu khoảng 2-3 mét, trên đầu bắn ra hơn 3.000 điểm thương tổn. Trái lại trong hỏa diễm tản đi, thạch phong vẫn đứng đó, chỉ là mặt đất dưới chân đã bị hỏa diễm đốt thành hư vô hình thành một hố sâu bóng loáng như gương lực lượng mạnh quá đây là vũ khí tà thần từng dùng à thạch phong nhìn dung nham ma khuyển bị thương ở xung quanh trong lòng thất kinh không thôi kiếm gãy trong tay hắn nói thật cũng chỉ là trình độ tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết mà thôi tuy đề thăng đối với lực lượng và lực công kích không nhỏ nhưng cũng không nhiều như trong tưởng tượng dẫu sao hắn vốn đã nắm giữ ma khí thâm viên giả lợi hại hơn cả vũ khí cấp sử thi bình thường. Mà dung nham ma khuyển trước mắt tuyệt đối có lực lượng tiếp cận quái vật truyền kỳ cao cấp, cho dù là hắn mở ra song trọng bạo phát cũng kém hơn không chỉ một bậc, nhưng sau khi ba con dung nham ma khuyển này chạm đến kiếm gãy lại giống như chó bệnh bị rút răng và móng vuốt. Hắn không cảm nhận được trùng kích mãnh liệt giống như lúc trước từ trên lưỡi kiếm. Loại lực lượng có thể làm suy yếu lực lượng của đối phương này, tuy hắn cũng từng thấy một số, nhưng tuyệt đối không cường đại như tà thần chi kiếm trong tay không ngờ ngay cả lực lượng của quái vật truyền kỳ bậc bốn cũng có thể tiến hành suy yếu trên diện rộng hơn nữa còn không chỉ như vậy vừa rồi va chạm với ba con dung nham ma khuyển hắn cảm thấy lực lượng của mình là mạnh hơn trước kia giống như hấp thu lực lượng của ba con dung nham ma khuyển vậy ngay khi thạch phong đang cảm nhận kỹ lực lượng của tà thần chi kiếm một con dung nham ma khuyển đột nhiên đứng lên lần này không định trực tiếp xông tới nữa mà là phát ra một tiếng gầm hình thành một ma pháp trận tam trọng màu đỏ thẫm ở trước người lập tức trong ma pháp trận bắn ra hỏa diễm nóng trực một đạo hỏa diễm hoàn toàn phong tỏa thạch phong không thể né tránh đạo hỏa diễm này chính là ma pháp bậc bốn hồng liên chi tức lúc trước dung nham ma khuyển sử dụng tài liệu không còn kháng lửa đối mặt với hồng liên chi tức đều sẽ hóa thành cho bụi đối mặt với hỏa quang nóng trực này thạch phong vung kiếm gãy trong tay nên đón uhm. Chỉ thấy hỏa quan màu đỏ thẫm ở ngay tại chỗ bị một phân thành hai, đánh nát tường đá hai bên thạch phong, mà bản thân thạch phong chỉ lui vài ba bước, trên đầu bắn ra hơn một vạn điểm thương tổn. Quả nhiên là vậy. Thạch phong nhìn tà thần chi kiếm trong tay, trong lòng rung động không sao diễn tả được. Chỉ một thoáng, lực lượng hấp thu đã vượt qua lực lượng hấp thu lúc trước, khiến thuộc tính lực lượng của hắn lập tức đề thăng khoảng 20% thì không nói, kháng lửa của bản thân cũng đề thăng hơn 30% năng lực như vậy quả thực quá khủng bố. Làm suy yếu đối phương, cường hóa bản thân, như vậy một yếu một mạnh, trong nháy mắt khiến cho chiến lực của hắn đề thăng không chỉ một bậc, hơn nữa khủng bố nhất là, hắn có thể cảm thấy đây vẫn chưa phải là giá trị đề thăng cực hạn của tà thần chi kiếm, tuy không thể kiểm tra thuộc tính của tà thần chi kiếm. Có điều khi cầm kiếm luôn có một loại cảm giác không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, chắc vẫn có thể tiếp tục đề thăng, chỉ cần có thể hấp thu lực lượng mạnh hơn. Có điều đề thăng như vậy cũng không phải không có khuyết điểm, đó chính là thời gian duy trì không quá dài, mỗi lần sau khi hấp thu chỉ có thể kéo dài 10 giây ngắn ngủi mà thôi, chứ không thể một mực mang đến lực lượng đề thăng cho người chơi. Nhưng cho dù là vậy, cũng vô cùng nghịch thiên rồi. Rất khó tưởng tượng tà thần chi kiếm lúc này vẫn là một thanh kiếm gãy, sau khi tế hiến toàn thuộc tính cũng chỉ có thể phát huy ra một phần 10 lực lượng mà thôi, nếu có thể phát huy ra 100% lực lượng, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng sẽ lợi hại tới mức nào, chỉ sợ hắn cũng đều có thể hoàn toàn áp chế dung nham ma quyển. Hiện tại chắc có thể rời khỏi rồi. Thạch Phong nhìn hai con dung nham ma quyển lại xông lên, liếm liếm khóe miệng, không chút khách khí nên đón. Lúc trước trên lệch thuộc tính cơ bản quá nhiều, cho dù dùng ra sông trọng bạo phát cũng bị áp chế hoàn toàn, nhưng hiện tại dựa vào lực lượng của tà thần chi kiếm, có thể làm suy yếu dung nham ma quyển cường hóa bản thân, ở trên lực lượng hắn đã mạnh hơn dung nham ma quyển. Ngay tức khắc hai dung nham ma quyển xông lên đã bị kỹ xảo lực lượng của Thạch Phong đánh lệch đi, sau đó một kiếm đánh lui, cả người giống như một trận cùng phong lao về phía cửa động quật, khiến dung nham ma quyển căn bản không có cơ hội giữ Thạch Phong lại, chỉ cần dung nham ma quyển tiếp cận liền bị Thạch Phong áp chế. Không giống như lúc trước lực lượng lực lượng quá lớn, động chút là chấn Thạch Phong bay ngược về. Không đến 5 giây, Thạch Phong đã chạy ra khỏi động quật, ra tới bên ngoài hẻm núi, cả ngàn con quái vật dung nham đều quay đầu nhìn về phía Thạch Phong, mà ba con dung nham ma khuyển thì đuổi sát phía sau. Quá tốt! Hỏa vũ tỷ hội trưởng ra rồi. Phi ảnh nhìn Thạch Phong lao ra, không khỏi thở vào, nhưng rất nhanh sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Bởi vì Thạch Phong hiện tại hoàn toàn bị hơn ngàn con quái vật dung nham trước mắt bao vây, phía sau lại có ba con dung nham ma khuyển cấp truyền kỳ, cho dù là thích khách bậc hai như bọn họ cũng không có chút nắm chắc giữ được mạng, càng đừng nói là kiếm sĩ. Một lúc nữa ta đi dẫn quái, ngươi chú ý sử dụng quyển trục ma pháp phòng ngự cho hội trưởng. Hỏa vũ nhìn mà cũng cảm thấy da đầu ngứa rang, có điều vẫn định thử triển khai cứu viện, bởi vì nàng có thể cảm thấy hỏa diễm trên người ba con dung nham ma khuyển không tầm thường, nếu thực sự bị kích sát, tuyệt không chỉ đơn giản là giảm một cấp. Mà ngay khi hỏa vũ muốn xông lên trước, Thạch Phong đột nhiên giơ tà thần chi kiếm trong tay. Đột nhiên ma lực trong toàn bộ hẻm núi đều trở nên cuồng bạo, điên cuồng ngưng tụ về phía tà thần chi kiếm trong tay Thạch Phong, dần dần kiếm gãy hóa thành giống như trạng thái sương mù, biến thành một mảng đen xì. Sau đó Thạch Phong nhẹ nhàng vẫy một cái về phía quái vật dung nham đang vây lên. Kiếm gãy ở trạng thái sương mù biến mất trong tay Thạch Phong, hóa thành năm đạo kiếm quang đen xì cắn nuốt xung quanh, nơi đi qua không còn một ngọn cỏ, tất cả năng lượng đều bị những kiếm quan này cắn nuốt hết mà một chiêu này cũng là kỹ năng chỉ có thể sử dụng một lần của tà thần chi kiếm sau khi tế hiến toàn thuộc tính thí thần chỉ một vung quái vật dung nham cấp lĩnh chủ và cấp đầu lĩnh đều lần lượt ngã xuống đất trong nháy mắt liền hóa thành hóa thạch màu xám gió thổi qua liền bắt đầu tiêu tán quái vật dung nham khác khác cũng lâm vào trọng thương hoàn toàn không thể động đậy mà theo thạch phong vung kiếm gãy trong tay nơi kiếm quan đi qua đều hóa thành hư vô. Chỉ thấy trên mặt đất để lại năm vết kiếm rất sâu, mà cự nham cứng rắn lập tức bị cắt ra, khiến địa hình trong hẻm núi đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Sức phá hoại mạnh quá. Thạch Phong nhìn tà thần chi kiếm trong tay, trong lòng đầy kinh hãi. Là một chiêu kỹ năng duy nhất của tà thần chi kiếm sau khi tế hiến, sức phá hoại quả thực là lợi hại hơn cả ma pháp hủy diệt cỡ lớn bậc bốn khoảng mấy trăm con quái vật dung nham trong dây lát đã bị tiêu diệt. thật sự có lực lượng hủy thiên diệt địa. điều đáng tiếc duy nhất là quái vật bị một kích này kích sát, không mang đến một chút điểm kinh nghiệm nào cho thạch phong. thậm chí có thể nói trong đoạn thời gian sử dụng tà thần chi kiếm, hắn kích sát bất kỳ quái vật nào cũng sẽ không thu hoạch được điểm kinh nghiệm, bởi vì tất cả điểm kinh nghiệm này đều bị tà thần chi kiếm hấp thu. lúc này bởi vì kích sát nhiều quái vật như vậy, sương đen tà thần chi kiếm phát ra cũng biến thành nồng đậm hơn. Lập tức Thạch Phong liền nghe thấy âm thanh nhắc nhở hệ thống. Hệ thống, di sản tà thần đạt được đủ sinh linh chi lực, khôi phục đạo tà thần văn thứ nhất, mở ra một bộ phận lực lượng. Sử dụng tà thần chi kiếm còn có hiệu quả như vậy sao? Thạch Phong không khỏi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng gom đủ các mảnh vỡ mới có thể khôi phục tà thần chi kiếm, không ngờ tà thần chi kiếm đã tổn hại nghiêm trọng lại có thể thông qua hấp thu sinh linh chi lực để khôi phục một bộ phận lực lượng. Di sản tà thần kiếm một tay, bảo kiếm tà thần từng sử dụng, có điều trong một hồi đại chiến đã bị phá hoại, gãy thành ba khối, tuy bảo kiếm bị phá hoại, có điều tà thần chi lực ẩn chứa bên trong bảo kiếm vẫn tồn tại, chỉ cần gom đủ tất cả tàn phiến, có thể khôi phục quan huy trước kia, đây là chui kiếm bị gãy. Nắm giữ vật phẩm này, vĩnh cửu tế hiến 10 điểm toàn thuộc tính, có thể tạm thời nắm giữ kiếm này để chiến đấu, tuy kiếm đã hư hao nghiêm trọng, vẫn có thể phát huy ra một phần 10 lực lượng. Đạo tà thần văn thứ nhất được giải phong, lực lượng hấp thu tối đa có thể đề thăng 100%, thể chất đề thăng tối đa 20%, toàn kháng tính đề thăng 100%. Khi vật phẩm này tiếp cận mảnh vỡ khác trong 2000m sẽ tự động dẫn phát cộng hưởng, sau khi tử vong vật phẩm tất rơi, không thể giao dịch. Tuy thông qua tà thần chi kiếm kích sát rất nhiều quái vật, khiến lực lượng được giải phóng thêm một bước, biến thành cường đại hơn, có điều loại chuyện này thạch phong ngươi không định tiếp tục làm nữa? có lẽ sau khi sử dụng có thể đạt được lực lượng siêu phàm, nhưng sử dụng một lần sẽ vĩnh cửu mất đi 10 điểm toàn thuộc tính, nhìn thì 10 điểm toàn thuộc tính đối với người chơi nghề nghiệp bậc 2 mà nói là không đáng nhắc tới, nhưng nếu tích nhỏ thành lớn, vậy sẽ rất đáng sợ, nếu một mực sử dụng, toàn bộ tài khoản bị phế. Có thể nói là còn tà dị hơn cả ma ký. Tối đa cũng chỉ có thể dùng để làm ác chủ bài cuối cùng để giữ mạng. Về phần tiếp tục thông qua sinh linh chi lực để cường hóa tà thần chi kiếm, loại chuyện này hắn cũng không định làm bởi vì sau khi tế hiến thời gian có thể sử dụng chỉ là nửa tiếng ngắn ngủi mà thôi nửa tiếng này lại có thể đạt được bao nhiêu sinh linh chi lực có điều có thể cường hóa tà thần chi kiếm đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn lập tức thạch phong bước ra một bước trực tiếp chạy ra khỏi vòng vây của quái vật dung nham đối với ba con dung nham ma khuyển theo sát phía sau đối mặt với tà thần chi kiếm đã được cường hóa ứng đối cũng trở nên thoải mái hơn đây là hội trưởng phát quy à Phi ảnh ở trên hẻm núi nhìn Thạch Phong một mình đối mặt với ba con dung nham ma khuyển cấp 80 vẫn không rơi vào thế hạ phong, trong lòng kinh tháng không sao diễn tả được. Mà hỏa vũ đang chuẩn bị hành động cũng kinh hãi không thôi. Vốn tưởng rằng trải qua rất nhiều chiến đấu và mạo hiểm, nàng cách Thạch Phong chắc đã càng lúc càng gần, nhưng hiện tại xem ra cự ly này hình như lại càng xa hơn. Nhưng mà hai người lại không biết, Thạch Phong hoàn toàn là dựa vào tà thần chi kiếm mới có lực lượng như vậy, bằng không cho dù là song trọng bạo phát, tự bảo vệ mình cũng vô cùng khó. Bên kia rất nhanh Thạch Phong đã chạy ra khỏi thủ hộ thủ hộ của Dung Nham Ma Khuyển, Dung Nham Ma Khuyển đứng ở đường cảnh giới nhìn chầm chầm Thạch Phong, nhưng hoàn toàn không dám bước ra khỏi đường cảnh giới nửa bước, chỉ có thể nhìn Thạch Phong biến mất khỏi tầm nhìn của chúng. Kẻ dị đoan chết tiệt, hỏa thần vĩ đại sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nhìn Thạch Phong triệt để biến mất, Dung Nham Ma Khuyển không khỏi gầm lên, thanh âm vang vọng toàn bộ hẻm núi. Mà bên tai Thạch Phong cũng đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh nhắc nhở hệ thống. Hệ thống, người chơi bị hỏa thần oán hận, phàm là xuất hiện ở hỏa thần chi địa, sẽ bị thủ hộ giả phát hiện, chịu sự đuổi giết vô tận. Đúng là ác thật. Thạch Phong nhìn nhắc nhở hệ thống, hơi liếu lưỡi. Hắn chỉ xây một tọa độ truyền tống ở hỏa thần cổ địa mà thôi, không ngờ ngay cả ở tất cả nơi được hỏa thần che chở cũng sẽ bị thủ hộ giả đuổi giết, Đừng phạt không thể nói là không nặng. Dẫu sao Hỏa thần cũng là thần linh, nơi được che chở lưu lại trong thần vực đại lục không phải là ít, thậm chí có một số dị thế giới cũng do Hỏa thần sáng tạo ra, chẳng khác nào nói chỉ cần hắn tới những nơi này, tùy thời đều có khả năng mất mạng, trừ khi có đủ lực lượng cường đại, có thể đối phó với thủ hộ giả ở nơi che chở. Có điều Thạch Phong nghĩ nghĩ một chút, ít nhất cũng không tính là thiệt thành lập tọa độ truyền tống ở hỏa thần cổ địa, sau này có thể chuẩn bị một chút, không bị dung nham ma khuyển phát hiện nữa, để người tới đây lặng lẽ lấy quặng thì không nói, còn có thể vào 10 ngày sau tiến vào địa để chi quốc đó xem thử, nói không chừng còn có thể có thu hoạch không tồi gì đó. Về tổng thể mà nói thì vẫn có lời. Sau khi rời khỏi hẻm núi, Thạch Phong cùng người của Linh Dực hội hợp, kể với Thủy Sắc Sắc Vi tình huống, để Thủy Sắc Sắc Vi liên hệ với công hội, từ giờ trở đi bắt đầu chuẩn bị. Ở địa khu hạch tâm của viêm ma chi cốc, đừng nói là chiến đấu, chỉ là khâu kháng lửa đã rất khó khăn, còn cần thải khoáng sư trung cấp trở lên mới được, bằng không căn bản không thể thu thập được nguyên hỏa khoáng thạch, chỉ có thỏa mãn hai điều kiện này mới có thể tới đây lấy quặng, cần thời gian tương đối dài để chuẩn bị. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Thạch Phong dẫn theo mọi người tiếp tục tới khu vực trung tâm của viêm ma chi cốc. Trên đường đi tuy có không ít quái vật, Thạch Phong cũng ở trạng thái yếu ớt, có điều có MT cường lực khả nhạc này, còn có ác ma bậc 3 thạch phong triệu hồi ra để mở đường, tốc độ tiến tới cũng coi như là nhanh. Bởi vì viêm ma chi cốc chưa được khai hoang, không chỉ quái vật nhiều, điểm kinh nghiệm gia tăng cũng vô cùng nhanh chóng, ngay cả trương báo cũng rất nhiều, chỉ hơn 4 tiếng, một số người chơi cấp 56 ở đây đã lên tới cấp 57, mà hỏa vũ và phi ảnh thì ở khu hạch tâm phát hiện 6 trương báo, trong đó có 3 trương báo cấp thanh đồng. Một trương báo cấp huyền thiết, một cấp bí ngân, một cấp tinh kim. Số lượng này khiến hai người thường xuyên tìm kiếm trương báo cũng kinh ngạc không thôi. Mọi người đều biết trương báo ở trong thần vực là rất ít ỏi, muốn ở trên một bản đồ phát hiện ra hai ba cái đã vô cùng khó, nhưng hiện tại chỉ đi dạo non nửa nơi ở khu hạch tâm, đã có thể phát hiện ra nhiều trương báo như vậy, tài nguyên quả thực quá dày. Hơn nữa còn có trương báo cấp tinh kim. Phải biết rằng ở bản đồ sau cấp 50 của thần vực, có được trương báo cấp thanh đồng đã có lời hơn cả kích sát lĩnh chủ cao cấp của bản đồ rồi, mà trương báo cấp huyền thiết có thể so với đại lĩnh chủ, về phần cấp bí ngân thì chính là có thu hoạch có thể so với quái vật đại lĩnh chủ cao cấp. Trương báo tinh kim chính là có thể so với kích sát quái vật truyền kỳ. Có điều ở viêm ma chi cốc này, bất kể quái vật hay là trương báo, vũ khí và trang bị có thể có được đều là cấp 70 trở lên, đối với người chơi hiện tại mà nói vẫn quá sớm, trừ khi có thể khiến yêu cầu cấp bậc của vũ khí trang bị giảm xuống 15 cấp trở lên, bằng không thì căn bản là không trang bị được. Theo Thạch Phong mở ra rương báo cấp tinh kim, quan hoa của rương báo chiếu sáng toàn bộ bầu trời u ám, cho dù là từ ngoài mét cũng có thể nhìn thấy. Viêm ma chi quan à? Thạch Phong nhìn hỏa diễm vương miệng tinh xảo đặt trong rương báo, không khỏi sửng sốt. Hội trưởng, rơi ra thứ tốt gì à? Thủy sắc sắc vi nhìn Thạch Phong hơi ngây người, tò mò hỏi. Đối với điều này người khác cũng lộ ra vẻ mặt chờ mong, ánh mắt quay sang Thạch Phong, ai nấy đều rất hiếu kỳ không biết bên trong rương báo cấp tinh kim rốt cuộc có thứ tốt gì. Rương báo cấp tinh kim ở bản đồ cấp 50 trở lên cấp 50 trở lên cơ hồ là không thể gặp được, có thể nhìn thấy tốt nhất cũng chỉ là cấp bí ngân, hơn nữa chỉ là xuất hiện rương báo cấp huyền thiết cũng đủ để khiến rất nhiều đoàn đội tranh đoạt giống như phát điên rồi. Giả ngoại gặp phải rương báo, rương báo càng tốt, động tĩnh sau khi mở ra càng lớn phạm vi cũng càng rộng, người chơi bị dẫn tới chú ý cũng sẽ càng nhiều, mà sau khi có được vật phẩm trong trương báo, có hai tiếng thời kỳ không an toàn, chỉ cần người chơi nắm giữ tử vong, vật phẩm tất rơi. Cho nên ở giả ngoại phàm là xuất hiện trương báo, đều không tránh được một hồi chém giết, hoặc là nói đã trở thành chuyện bình thường ở giả ngoại. Có điều hiện tại bọn họ không cần lo lắng như vậy, dẫu sao nơi này là viêm ma chi cốc, người chơi hiện tại có thể đến nơi này cũng chỉ có đệ cửu thiên đường lúc trước nhìn thấy, còn đâu không có người khác, căn bản không cần lo lắng bị phát hiện. Hơn nữa cho dù thực sự bị phát hiện cũng không sao cả, người chơi tới cướp đoạt thì linh dực công hội bọn họ cũng không sợ. Đích xác rơi ra thứ tốt. Thạch Phong đang nghe truyện trên TV audio CV cười cười, lập tức từ trong rương báo lấy ra viêm ma chi quan triển lãm trước mặt mọi người. Viêm ma chi quan, giáp đầu, cấp tinh kim, trang bị cần lực lượng 800 điểm, nhanh nhẹn 800 điểm, trí lực 800 điểm, phòng ngự cộng 100. Kỹ năng bị động kèm theo hỏa ma chi thể, khiến người nắm giữ có hỏa ma chi thể, kháng lửa đề thăng 200 điểm, miễn dịch hiệu quả nóng trực. Kỹ năng đi kèm hỏa diễm hóa thân, miễn dịch tất cả thương tổn hỏa diễm, thời gian duy trì 1 phút, thời gian cung đao 30 phút. Theo thuộc tính của viêm ma chi quan được đưa ra, tất cả mọi người đều cảm thấy mất hứng thú. Hội trưởng, trang bị này cảm thấy quá gân gà, yêu cầu trang bị quá cao thì không nói, không ngờ ngay cả một chút thuộc tính cơ bản cũng không có ưu điểm duy nhất chính là đề thăng kháng lửa khá nhiều nhưng là vì kháng lửa mà hy sinh thuộc tính cơ bản căn bản chính là lẫn lộn đầu đuôi ta cũng cảm thấy vậy bình thường ở bản đồ hoàn cảnh ác liệt quái vật đều rất cường đại trang bị cái này có lẽ kháng lửa thì đủ nhưng mất đi thuộc tính đến lúc đó ngay cả quái vật cũng sẽ biến thành khó đối phó còn không bằng trang bị mấy kiện gia tăng kháng lửa ít nhưng thuộc tính cơ bản không kém một điểm quan trọng nhất vẫn là hiệu quả phòng ngự, vương miệng này bất kể nhìn thế nào, cũng không có hiệu quả phòng ngự thực tế. Mọi người liếc một cái liền nhìn ra ngay ưu khuyết điểm của viêm ma chi quan. 100 điểm phòng ngự ngay cả bố giáp cấp 50 cũng không bằng, hoặc là nói căn bản chẳng khác nào không có. Cộng thêm mất đi một kiện trang bị thuộc tính cơ bản đối với người chơi mà nói, thuộc tính cơ bản ít nhất cũng giảm xuống một thành, giảm xuống đối với chiến lực chính là hai thành trở lên. Hơn nữa bởi vì phòng ngự của giáp đầu quá yếu, sẽ trở thành nhược điểm công kích, nếu như bị quái vật đánh trúng, một phát đánh chết cũng không phải không thể. Theo hệ thống thần vực không ngừng được đổi mới, mỗi kiện trang bị trên người người chơi đều có ý nghĩa của nó, loại ý nghĩa này không chỉ ở trên thuộc tính cơ bản, đồng thời còn có hiệu quả thực tế. Giống như hai người chơi có sức phòng ngự tương đương, nhưng một người không mặc hộ giáp, một người thì mặc, sau khi người chơi bị công kích Thương tổn phải chịu của người chơi không mặc hộ giáp không chỉ nặng hơn, còn có thể tạo thành một chút hiệu quả thêm vào. Như giáp đầu của người chơi bị đánh trúng sẽ cảm thấy choáng váng, khiến phản ứng biến thành trì trệ, nếu đánh trúng cánh tay, cánh tay sẽ tê dại hành động trở nên khó khăn vân vân, cho nên phòng ngự là phải tương xứng mới được. Hơn nữa căn cứ vào chất liệu của dụng cụ phòng ngự khác nhau, hiệu quả thể hiện ra cũng sẽ có khác biệt vi diệu. Có lẽ thương tổn phải chịu là như nhau, nhưng trình độ chịu trùng kích và trình độ ảnh hưởng của thân thể lại hoàn toàn khác, những thứ này đều có thể ảnh hưởng vi diệu tới sức chiến đấu của người chơi. Việc này ở trước kia là không cảm nhận được, có điều theo chiến đấu với quái vật cao cấp nhiều rồi, cảm giác sẽ càng lúc càng rõ ràng, khiến bọn họ đối với lựa chọn phòng cụ cũng không còn như trước kia, chỉ chú trọng thuộc tính cơ bản, còn phải chú ý cảm giác và hiệu quả sau khi mang vào. Rõ ràng viêm ma chi quan chính là vương miệng từ hỏa diễm hình thành, lại thêm 100 điểm phòng ngự đáng thương, có thể nói căn bản là không có hiệu quả phòng ngự gì, chỉ là một vật trang sức, nếu thực sự mang vào hoàn cảnh hỏa diễm để quét quái, quả thực chính là tự tìm đường chết. Đối với điều này Thạch Phong chỉ lắc đầu cười khổ, lập tức cất viêm ba chi quan đi. Không thể không nói hiện tại trình độ của mọi người trong công hội đề thăng không ít, nhận thức đối với vũ khí trang bị đã không chỉ ở trên thuộc tính cơ bản, nhưng mọi người chỉ biết một mà không biết hai. Có điều Thạch Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, dẫu sao hiện tại cấp bậc của mọi người vẫn còn thấp, nhận thức đối với cái thứ kháng tính này vẫn rất râu ria, căn bản không biết một kiện trang bị có thể gia tăng 200 điểm kháng lửa là cỡ nào cỡ nào. Có thể nói trong toàn bộ rương báo cấp tinh kim, giá trị của một kiện viêm ma chi quang đã gấp mấy lần tổng giá trị của các vật phẩm khác cộng lại. Đời trước cấp người chơi chủ lưu đạt tới cấp 100, một kiện viêm ma chi quang được bán với giá 5.000 kim tệ, có thể nói lúc ấy một kiện trang bị cấp sử thi thuộc tính hơi kém cũng chỉ có giá đó mà thôi. Mà đã vậy, viêm ma chi quan cấp tinh kim là không có ai nguyện ý bán ra. Bởi vì một kiện trang bị gia tăng 200 điểm kháng lửa trong thần vực là quá hiếm có, một điểm quan trọng nhất chính là hỏa ma chi thể của viêm ma chi quan có thể miễn dịch hiệu quả nóng trực, nói cách khác bất kể hỏa diễm xung quanh ở cùng bạo tới mức nào. Người chơi đều sẽ không bị nhiệt độ cao của hỏa diễm gây ra hiệu quả tiêu cực đối với thân thể có thể khiến chiến lực của người chơi không chịu ảnh hưởng trong hoàn cảnh hỏa diễm. Nói cách khác sau khi người chơi đội viêm ma chi quan vào, chỉ cần phòng ngự nhược điểm của giáp đầu là được. Đương nhiên cái thứ viêm ma chi quan này đối với người chơi cao thủ mới có ý nghĩa, nếu đổi thành người chơi bình thường, vẫn lựa chọn mỗi kiện trang bị gia tăng một chút kháng lửa thì tốt hơn. Người chơi bình thường vốn chính bởi vì thuộc tính cơ bản không đạt được tiêu chuẩn mới khó đối phó với quái vật, nhất là phó bản đoàn đội, người chơi bình thường chỉ là ở trên thuộc tính cơ bản đạt tiêu chuẩn cũng rất phí sức, càng đừng nói là kháng lửa gì đó, nhưng người chơi cao thủ thì khác. Thuộc tính cơ bản cho dù không trang bị giáp đầu cũng có thể thoải mái đạt tiêu chuẩn, mà sau khi đội viêm ma chi quan có thể khiến khiến bọn họ phát huy ra chiến lực của bản thân tốt hơn. So với gia tăng những thuộc tính này thì còn quan trọng hơn hơn. Cho nên rất nhiều phó bản đoàn đội đến trung hậu kỳ, các công hội lớn đã không đặt sự chú ý lên thuộc tính cơ bản của đoàn chủ lực, mà là trên kháng tính và thể chất hơn nữa bản thân cái thứ viêm ma chi quan này giống như là một tờ giấy thông hành trong viêm ma chi cốc chỉ cần có nó bất kỳ nơi nào trong viêm ma chi cốc cũng có thể đi cho dù là hỏa diễm sơn mạch ở khu trung tâm cũng vậy vốn thạch phong vẫn có chút lo lắng kháng lửa của bản thân hắn có thể không đủ dùng nhưng hiện tại đã có viêm ma chi quan hắn thực sự không lo lắng nữa vấn đề duy nhất là làm thế nào đối mặt với viêm ma chi vương bất cấp thế giới trong thần vực này Bót cấp thế giới so sánh với bót ở bản đồ giả ngoại khác mà nói thì kỳ thật không mạnh hơn bao nhiêu, trên hệ thống cũng không có ghi chú đặc thù gì, chỉ là có thể nắm giữ lực lượng của phiến thiên địa đó. Trong thiên địa mà bót nắm giữ, người chơi căn bản không thể sử dụng quyển trục ma pháp và ma pháp trận, thậm chí ngay cả đạo cụ ma pháp cũng không thể sử dụng, tối đa chỉ có thể sử dụng kỹ năng kèm theo của vũ khí trang bị mà thôi, điều này đối với người chơi mà nói, quả thực chính là ác mộng sau khi sửa sang lại trang bị thạch phong dẫn theo mọi người mất hơn một tiếng cuối cùng cũng tới một thế giới biển lửa hỏa diễm màu trắng bốc cháy trên sơn mạch giống như mặt trời khiến người chơi không thể nhìn thẳng nơi này nóng quá hắc tử nhìn hỏa diễm trên sơn mạch rõ ràng chưa tới gần cũng không chịu bất kỳ thương tổn gì nhưng lại cảm thấy cả người giống như sắp bị nướng chính vậy khó chịu không sao diễn tả được mọi người cũng cảm thấy vô cùng khô nóng di động cũng vô cùng tiêu hao thể lực mà rất nhanh mọi người lại thấy trong hỏa diễm màu trắng trên sơn mạch có một đạo thân ảnh to lớn đang di động, lờ mờ còn cầm một thanh tam xoa kích, nhất cử nhất động đều khiến hỏa diễm quay cuồng, nham thạch nóng chảy lan ra bốn phía, khí thế mãnh liệt ở cách ngoài ngàn mét cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, giống như là chúa tể của hỏa diễm. Khi mọi người nhìn thấy thân ảnh chân chính của viêm ma chi vương, đều không khỏi hít một hơi lạnh. Ngay cả Thạch Phong nhìn thấy mà trong lòng cũng chấn động. Viêm Ma Chi Vương, sinh mệnh nguyên tố, cổ ma, cấp truyền kỳ cấp 83, điểm sinh mệnh 72.000 vạn. Cổ ma? Sao có thể? Thạch Phong nhìn số liệu biểu hiện ra của viêm ma chi vương, trong lòng kinh ngạc không sao diễn tả được. Không phải nên là thái cổ chủng à? Hội trưởng, chúng ta phải đối phó bóp này à? Đây đúng là quái vật truyền kỳ sao? Mọi người nhìn tam xoa kích tay cầm tam xoa kích trong biển lửa, hình thể to lớn khoảng 40-50 mét, giống như một ngọn núi lớn cản ở trước mắt, nhất cử nhất động đều có uy thế cực lớn, khiến biển lửa hình thành một trận phong bạo một trận phong bạo. Chỉ là nhìn thôi cũng có thể biết được viêm ma chi vương trước mắt là khủng bố cỡ nào. Khả nhạc lúc trước còn có lòng tin 10 phần nhìn thấy viêm ma chi vương cũng không khỏi cảm thấy cũng không khỏi. Bóp như vậy cho dù là đoàn cao thủ ngàn người cấp 80 tới đây, chỉ sợ cũng chỉ có chết, bởi vì viêm ma chi vương trước mắt so với quái vật truyền kỳ lúc trước bọn họ nhìn thấy căn bản chính là hai loại sinh vật khác nhau, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chẳng lẽ là bởi vì ta kích phát mới mới viêm ma chi cốc, mới khiến viêm ma chi vương trở nên mạnh hơn à? Thạch Phong nhìn viêm ma chi vương ẩn trong biển lửa, không khỏi lâm vào trầm tư, cảm thấy càng nghĩ càng có càng nghĩ càng. Dẫu sao loại địa phương như viêm ma chi cốc này chỉ là bản đồ hơn cấp 70, chứ không phải bản đồ cấp hơn trăm, chắc không thể xuất hiện loại quái vật cấp bậc cổ ma này. Thái cổ chủng truyền kỳ cấp bậc ngang nhau chính là ác mộng của người chơi, căn bản không phải là quái vật người chơi cùng cấp bậc có thể giải quyết, muốn đối phó phải sử dụng ngoại lực cường đại. Mà sinh mệnh nguyên tố có trình độ sinh mệnh vượt qua cả thái cổ chủng như vậy, hoàn toàn là phản tổ sau khi kích phát huyết mạch, cũng thành cổ ma. Tuy cổ ma chưa có trình độ sinh mệnh bằng cự long nhất tộc, nhưng cũng đã có thể so sánh với hung thú viễn cổ, còn là tồn tại khủng bố, đừng nói đoàn đội cao thủ cùng cấp bậc, cho dù là đoàn đội cao thủ vượt quá 20 cấp cũng không phải là đối thủ. Cộng thêm năng lực đặc hữu năng lực đặc hữu của bóc cấp thế giới, cho dù là đoàn đội bậc 3 cấp 100 có thể đánh bại hay không cũng vẫn là ẩn số. Không thể, chỉ có thể thay đổi kế hoạch thôi. Thạch Phong lập tức nhìn mọi người nói. Đối mặt với bóc này, ta ta ngươi tranh thủ đủ thời gian, vốn muốn dẫn mọi người toàn thân trở ra, nhưng hiện tại xem ra là không thể rồi biện pháp duy nhất chính là tận lực kéo dài thời gian đồng thời dẫn dụ viên ma chi vương ra khỏi biển lửa có điều các ngươi đều phải chết một lần mà tự yên ngươi không cần trị liệu tìm một nơi xa bót sau khi chiến đấu kết thúc người khác đều do ngươi ngươi tới hiện giờ việc có thể làm chính là dẫn dụ viên ma chi vương ra mà người kéo dài thời gian khẳng định đều sẽ chết có điều có tự yên lưu vân ở đây tự yên lưu vân đã học tập kỹ năng phục sinh hắn cho phục sinh người chơi phục sinh trừng phạt tử vong sẽ giảm bớt trên diện rộng ta hiểu rồi tử yên lưu vân gật đầu mọi người cũng không phản đối bọn họ đều là thành viên đoàn chủ lực của công hội vũ khí trang bị trên người còn có cấp bậc hiện tại cũng đều là công hội cho tử vong vì nhiệm vụ công hội là chuyện rất bình thường càng đừng nói còn có tử yên lưu vân có thể phục sinh bọn họ rất nhanh mọi người dưới sự an bài của thạch phong bắt đầu hành động Khả nhạc đi hấp dẫn sự chú ý của viêm ma chi vương, sau đó dẫn tới địa điểm chỉ định, cho tới sau khi khả nhạc bị bị, lại do ban cưu và diệp vô miên tiếp nhận, cho tới khi cả ba MT đều bị tiêu diệt, người khác sẽ bỏ chạy tứ tán, khiến viêm ma chi vương mất thật nhiều thời gian. Hành động Thạch Phong đi tới chỗ cách cửa ra vào sơn mạch không xa, lập tức hạ lệnh. Chỉ thấy chỉ lệnh khả nhạc nhận được chỉ lệnh, trực tiếp lao về phía cửa vào miệng núi, cách biển lửa càng lúc càng gần, mà khi đi tới cửa vào biển lửa liền nghe thấy trong biển lửa truyền đến một tiếng trống giận dữ vang trời. Nhân loại nhỏ bé. Không ngờ ngươi lại dám tới lãnh địa của viêm ma chi vương Monet Colinta. Ta sẽ cho các ngươi biết sự phẫn nộ của hỏa diễm là cỡ nào đáng sợ. Theo thanh âm tan đi, viêm ma chi vương xuất hiện trong biển lửa, lập tức cuốn lên một trận bão táp hỏa diễm. Hỏa diễm cường đại giống như sóng biển lao về phía khả nhạc, căn bản không thể né tránh mà khả nhạc cũng không dám lơ là trực tiếp mở ra hắc ám chi lực khiến thuộc tính tăng vọt ti tan thủ hộ mà trắng ở trước người ầm uhm. một đạo hỏa diễm tràn qua khả nhạc không khỏi lui hai ba bước trên đầu bắn ra hơn hai vạn điểm thương tổn quá mạnh chỉ là sóng khí hỏa diễm dẫn tới khi hành động cũng có sức phá hoại lớn như vậy à. Thủy sắc sắc vi đứng ở xa xa nhìn khả nhạc mở ra kỹ năng bùng nổ, điểm sinh mệnh lại lập tức giảm một phần tám, trong lòng khiếp sợ không thôi. Khả Nhạc mở ra kỹ năng bùng nổ hoàn toàn có thể chống đỡ chính diện với quái vật truyền kỳ cấp 70, nhưng hiện tại đối mặt với sóng khí vi ma chi vương mang đến cũng bị mất nhiều điểm sinh mệnh như vậy, nói cách khác chỉ là uy lực của sóng khí đã không thua gì quái vật truyền kỳ hơn cấp 70. Mà sắc mặt người khác cũng đều xanh mét. Khả Nhạc mở ra kỹ năng bùng nổ, một chiêu cũng bị tiêu diệt nhiều điểm sinh mệnh như vậy, đổi thành bọn họ rất có thể đều là chuyện một hai đòn ở trước mặt viêm ma chi vương bọn họ thật sự cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác của con kiến ngay khi mọi người đang kinh thán trước lực lượng khủng bố của viêm ma chi vương viêm ma chi vương cũng đi tới trước mặt đi tới tam xoa kích trong tay ầm ầm đập xuống không gian nơi đi qua trực tiếp vỡ vụn tốc độ nhanh tới căn bản không nhìn rõ cũng may khả nhạc có phản ứng nhanh sử dụng ti tan thủ hộ cản lại có điều ngay sau đó khả nhạc liền cảm thấy hai tay đã không phải của mình hoàn toàn mất đi cảm giác hơn nữa cả người cũng giống như đạn pháo bay ra, trong chớp mắt đã bay ra hơn 30 mét, nặng nề đập trúng một khối tự nham, nham thạch lập tức vỡ vụn, khả nhạc cảm thấy toàn thân sôi trào. Điểm sinh mệnh trong nháy mắt đã giảm xuống hơn 8 vạn, tương đương với một nửa điểm sinh mệnh của khả nhạc. Điều này khiến tất cả mọi người không khỏi sửng sốt, nhìn viên ma chi vương với vẻ không thể tin nổi, chỉ một kích đã một kích khả nhạc biến thành chật vật như vậy, trên lệch lực lượng này quả thực khiến người ta tuyệt vọng mau trị liệu đi. Thạch Phong vội vàng quát vào trong trò chuyện đoàn đội. Đối với loại chuyện này, Thạch Phong không hề cảm thấy kỳ quái, dù sao cũng là cổ ma, nếu không phải khả nhạc trang bị ti tan thủ hộ, hiện tại sợ rằng đã bị một chiêu miễu sát cũng không có gì lạ. Lúc này trị liệu bậc 2 trong đoàn đội mới có phản ứng, khôi phục điểm sinh mệnh của khả nhạc đến bảy thành, nhưng viêm ma chi vương không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt khả nhạc, tam xoa kích trong tay bốc lên hỏa diễm màu trắng đâm tới khả nhạc. Điều này khiến khả nhạc kinh hãi, vội vàng dùng ra đại chiêu giữ mạng bảo hộ chúc phúc của thủ hộ kỳ sĩ. Bảo hộ chúc phúc sau khi đạt tới bậc hai thương tổn giảm miễn 60%, nhưng sau khi tam xoa kích đâm vào ti tan thủ hộ, mặt đất dưới chân khả nhạc nổ tung, trong nháy mắt liền biến thành hố thiên thạch, điểm sinh mệnh cũng theo hơn 6 vạn, khiến điểm sinh mệnh của khả nhạc trong nháy mắt đã rơi xuống cảnh giới màu đỏ. Đối mặt với một kích tiếp theo của viêm ma chi vương, trị liệu mới khôi phục được một nửa điểm sinh mệnh của khả nhạc. Khả nhạc trực tiếp dùng ra Titan chi tâm, kích phát ba tầng phòng ngự năng lượng thuẫn, điểm sinh mệnh có thể hấp thu là gấp 10 lần thương tổn, mới an toàn sống sót, sau đó ra sức rời xa cửa ra vào biển lửa. Nhìn khả nhạc dần dần rời xa, Thạch Phong cũng thở vào nhẹ nhõm, may mà lần này trước khi đến đã tấn thăng Titan thủ hộ thành tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết. Bằng không hai người ban cưu và dịp vô miên đi lên chỉ sợ chưa dẫn được viêm ma chi vương đi đã bị tiêu diệt trước rồi lập tức thạch phong trang bị lên viêm ma chi quan mở ra tật phong lĩnh vực xông vào trong biển lửa mà ngay cả tinh cũng có thể đốt cho tan chảy thật không hổ là viêm ma chi quan hiệu quả tốt quá thạch phong phi hành trong biển lửa chỉ cảm thấy có chút có chút không có bất kỳ cảm giác đau đớn gì hơn nữa viêm ma chi quan cũng khiến kháng lửa của hắn trong nháy mắt đề thăng 200 điểm cộng thêm kháng lửa vốn có kháng lửa đã vượt quá 400 điểm di động trong biển lửa tốc độ giảm xuống của điểm sinh mệnh cũng chỉ mỗi giây hơn 100 điểm, đối với hắn mà nói hoàn toàn là không đáng nhắc tới. Sau khi phi hành hơn 40 giây, lại thấy trạng thái của đoàn đội khả nhạc đột nhiên trở nên u ám, rõ ràng đã bị viêm ma chi vương tiêu diệt. Nhanh như vậy à? Thạch Phong nhìn cửa đá vẫn còn cách hơn 200 mét, sắc mặt hơi trầm xuống. Khả nhạc có thể nói là người có thể kháng nhất trong đoàn đội, vốn tưởng rằng dựa vào một mình khả nhạc ít nhiều cũng có thể khiến hắn có một chút thời gian để mở thế giới chi môn, nhưng thế giới chi môn và viêm ma chi vương đều vượt ngoài dự đoán của hắn. Sau khi Thạch Phong vừa xông tới trước, thế giới chi môn lấy ra hiền giả chi thủ dẫn dắt thế giới chi môn mở ra, ban cưu trong đoàn đội cũng ngã xuống, chỉ còn lại một MT là Diệp Vô Miên. Phải nhanh lên! Thạch Phong vội vàng sử dụng lực lượng của hiền giả chi thủ để hoàn thiện ma pháp trận bị phá hoại của thế giới chi môn. Theo Thạch Phong mở ra và sửa chữa phục hồi ma pháp trận, liền nghe thấy ngoài sơn mạch truyền tới một trận tiếng hét phẫn nộ. Kẻ xâm nhập chết tiệt, không ngờ muốn mở ra thế giới chi môn. Sau khi thanh âm vang lên, một cột lửa ngút trời trực tiếp dâng lên, giống như một tòa hỏa diễm chi sơn sọc thẳng lên trời, sau đó trạng thái của người trong đoàn đội đều biến thành màu xám. Điều này khiến Thạch Phong cảm thấy ngưng trọng chưa từng có, vội vàng đẩy nhanh động tác đẩy nhanh. Nhanh lên. Nhanh nửa lên khi Thạch Phong đang sửa chữa phục hồi ma pháp trận của thế giới chi môn, đã cảm nhận được toàn bộ không gian đang sôi trào, chứng tỏ hắn đã ở trong lĩnh vực mà viêm ma chi vương khống chế, tốc độ di chuyển cực nhanh, hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn. Nhân loại chết tiệt, cùng tội ác của ngươi hóa thành hư vô đi. Viêm ma chi vương vừa xuất hiện nhìn chầm chằm Thạch Phong, lửa giận ngút trời dơ lên tam xoa kích ném tới Thạch Phong. Tam xoa kích trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh, trong giây lát đã bay về phía Thạch Phong. Có điều Thạch Phong phản ứng cũng rất nhanh, trong nháy mắt liền mở ra lĩnh vực tuyệt đối của địa chi hoàng, cản tam xoa kích lại. Tốt! Hoàn thành rồi! Thạch Phong mượn chút thời gian này để sửa chữa phục hồi xong ma pháp trận cuối cùng, lập tức ấn tay lên trên ma pháp trận. Mở ra! Thế giới chi môn! Theo thanh âm của Thạch Phong vừa dứt, cánh cửa to lớn dựng sừng sững trong hỏa diễm sơn mạch, trong nháy mắt thần văn khắc trên cửa sáng lên, tỏa ra màu tím vàng màu tím vàng, cho dù là ở ngoài hỏa diễm sơn mạch cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, lập tức cột sáng khuếch tán ra xung quanh. Không. Viêm ma chi vương vất vả lắm mới tiếp cận được thạch phong đến 50 m lập tức hoảng sợ, muốn xoay người bỏ chạy. Có điều tốc độ khuếch tán của cột sáng là nhanh hơn viêm ma chi vương rất nhiều, cơ hồ trong chớp mắt đã cắn nuốt viêm ma chi vương, mà viêm ma chi vương bị quang hoa màu tím vàng cắn nuốt thì điên cùng phát ra tiếng hét thảm, hình thể vốn to lớn như núi cũng bắt đầu thu nhỏ lại, hỏa diễm nóng rực xung quanh giống như đã không còn nhiên liệu. Bắt đầu tắt dần. Cho tới khi thế giới chi môn ầm ầm mở ra, hỏa diễm trong hỏa diễm sơn mạch cũng điên cùng ngưng tụ về phía cánh cửa, giống như bị hút vào cửa vậy, mà tốc độ nhỏ đi của viêm ma chi vương cũng càng lúc càng nhanh. Từ 40-50 mét, rất nhanh đã giảm đến 30-40 mét. Hai ba mươi mét. Hơn mười mét. Cuối cùng khi thế giới chi môn hoàn toàn mở ra, hố đen trong cửa cũng hút vào toàn bộ hỏa diễm của hỏa diễm sơn mạch, mà viêm ma chi vương cũng bị lực hút cường đại của hố đen kéo đi. Không. Đây là lực lượng của ta. Viêm ma chi vương hoảng sợ gầm lên, dùng ra toàn lực để chống cự sức hút của hố đen. Thạch Phong thấy một màn này cũng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Viêm ma chi vương cấp bậc của ma, căn bản không phải là hắn có thể chống lại, cũng may thế giới chi môn mở ra có thể đưa thứ thuộc vốn không về thần vực đại lục về. Mà theo thế giới chi môn được mở ra, hiền giả chi thủ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hiền giả chi thủ vốn tạo cho người ta một loại cảm giác điềm xấu đột nhiên biến đổi, trực tiếp hóa thành một viên bảo châu đỏ như máu, không còn là thủy tinh trong suốt. Ma lực tinh thuần quá. Thạch Phong nhìn bảo châu đỏ như máu trong tay, có thể cảm nhận được năng lượng tinh thuần không gì sánh kịp, cho dù là thất diệu tinh thạch cũng kém xa. Lúc này bên tai Thạch Phong cũng truyền đến một âm thanh nhắc nhở hệ thống. Hệ thống, chúc mừng người chơi ở trước cấp 80 hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cấp sử thi tâm nguyện của hiền giả, phần thưởng là hiền giả chi thủ, điểm kinh nghiệm đề thăng 40%, điểm kỹ năng truyền thừa gia tăng 5 điểm, điểm tinh thông tự do gia tăng 30 điểm, độ thuần thục nghề nghiệp phụ đề thăng 30.000 điểm. Đạt được một bản thiết kế cấp ám kim của nghề nghiệp phụ. Theo nhắc nhở hệ thống kết thúc, Điểm kinh nghiệm của Thạch Phong đột nhiên đề thăng 30%, đã đạt tới 52%, cấp 68, tốc độ thăng cấp này có thể dùng từ vô cùng nhanh chóng để hình dung. Có điều so sánh với điểm kinh nghiệm, khiến Thạch Phong cao hứng hơn vẫn là phần thưởng nhiệm vụ hiền giả chi thủ hoàn chỉnh, đây chính là vật phẩm cấp truyền thuyết hàng thật giá thật, đủ để khiến bất kỳ một thế lực siêu cấp nào trong thần vực đều phải điên cuồng. Hơn nữa khiến Thạch Phong rất bất ngờ là, không ngờ nhiệm vụ này còn có thiết lập trên cấp bậc hoàn thành trước còn có phần thưởng thêm. Điểm kỹ năng truyền thừa gia tăng 5 điểm cũng không phải là một con số nhỏ, ngoài ra độ thuần thuộc nghề nghiệp phụ độ thuần thục 30.000 điểm, khiến hắn đề thăng nghề nghiệp phụ sẽ có thể tiết kiệm được thời gian không nhỏ. Dẫu sao sau khi nghề nghiệp phụ nghề nghiệp phụ cấp đại sư mà muốn từ sơ cấp tấn thăng tới trung cấp cũng cần không ít độ thuần thuộc, đối với đại sư nghề nghiệp phụ bình thường mà nói thì tất nhiên không thành vấn đề, nhưng hắn phải chạy ngược chạy xuôi, thời gian có để chế tác vật phẩm rất ít, trên độ thuần thục là đề thăng rất chậm có điều đáng quý nhất là phần thưởng thêm vào còn là một bản thiết kế cấp ám kim của nghề nghiệp phụ bản thiết kế này khác với bản thiết kế khác chính là một bản thiết kế có thể cải tạo bản thiết kế cấp ám kim trở xuống đạt tới trình độ cấp ám kim thì không nói bản thiết kế này còn tương đương với giống như người chơi tự mình sáng tạo ra mọi người đều biết nghề nghiệp phụ muốn tấn thăng tới cấp đại sư là vô cùng khó giống như một tòa núi lớn cao không thể với vấn đề chính yếu chính là sáng tạo phải sáng tạo vật phẩm thuộc về mình hơn nữa còn phải đạt tới cấp bậc nhất định mới được hiểu biết đối với tài liệu và vật phẩm cũng phải đạt tới độ cao tương đối từ đại sư sơ cấp tấn thăng thành đại sư trung cấp cũng vậy mà tấn thăng đại sư trung cấp càng khó hơn trong đó phải chế tạo ra một kiện vật phẩm cấp ám kim hoặc là ba kiện vật phẩm cấp tinh kim độ khó này không biết đã cản bao nhiêu người chơi sinh hoạt cấp đại sư lại đời trước ở thần vực cái gọi là người chơi sinh hoạt cấp đại sư đại bộ phận đều là đại sư sơ cấp số lượng đại sư trung cấp còn rất ít đối với công hội nhị lưu mà nói đại sư sơ cấp đã là thường khách rồi có điều đối với công hội nhất lưu mà nói cũng chỉ là coi trọng một chút chỉ có đại sư trung cấp mới có thể khiến công hội nhất lưu phải cung kính hiện tại một bản thiết kế cấp ám kim của nghề nghiệp phụ có thể nói đã trải ra một con đường rộng cho người chơi đi thông tới đại sư trung cấp đương nhiên loại đại sư trung cấp đạt thành cấp tốt này khẳng định không bằng đại sư trung cấp dựa vào bản lĩnh thật sự tự mình sáng tạo ra hình như là một trời một đất bởi vì một bên không có cơ sở một bên lại có cơ sở vô cùng vững chắc sau này còn có thể sáng tạo ra nhiều vật phẩm cấp ám kim hơn có khả năng trùng kích đại sư cao cấp người không có cơ sở mà muốn trùng kích thì khó hơn rất nhiều cũng chỉ là có xác suất chế tác vật phẩm thành công cao hơn đại sư sơ cấp một chút mà thôi có điều cho dù là vậy rất nhiều đại sư sơ cấp vì cầu một bản thiết kế cấp ám kim như vậy, nguyện ý bỏ ra hơn nửa tài sản của mình, phải biết rằng phàm là bất kỳ một nghề nghiệp phụ nào trở thành đại sư, muốn kiếm được tiền là rất dễ. Vì thế đều nguyện ý bỏ ra hơn nửa tài sản, không cần nghĩ cũng biết một bản thiết kế cấp ám kim của nghề nghiệp phụ là có giá trị thế nào. Mà ngay khi Thạch Phong đang cảm thấy kinh hỉ vì phần thưởng nhiệm vụ này, thế giới chi môn cũng bắt đầu chậm rãi đóng lại, theo thế giới chi môn đóng lại, Sơn mạch vốn là một mảng biển lửa đã không còn một chút hỏa diễm, chỉ có đất khô càng bốc ra khói đen. Nhân loại chết tiệt, ngươi hủy mấy trăm năm tích lũy của ta rồi. Ta muốn cắn nuốt linh hồn của ngươi, biến ngươi thành khôi lỗi, để mặc cho ta sử dụng, vĩnh sinh vĩnh thế. Viêm Ma Chi Vương nhìn chằm chằm Thạch Phong cuồng nộ nói. Lúc này Viêm Ma Chi Vương chỉ cao 7-8 mét, so sánh với lúc trước quả thực giống như trẻ con, khí thế phát ra cũng không bằng trước đó. Viêm Ma Chi Vương. Sinh mệnh nguyên tố, cấp truyền kỳ, cấp 81, điểm sinh mệnh 3.200 vạn. Có thể nói viêm ma chi vương hiện tại là nhỏ yếu chưa từng có, thậm chí ngay cả điểm sinh mệnh cũng không đạt tới trình độ của quái vật truyền kỳ bình thường. Trong cuộc trạng thái còn có một trạng thái ma lực khô kiệt, thời gian duy trì khoảng một tiếng. Bị thế giới chi môn cướp đi nhiều năng lượng như vậy à? Thạch Phong nhìn viêm ma chi vương đang tức giận, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hỏa diễm trong sơn mạch là hỏa diễm của vị diện cao cấp, có lực lượng không gì sánh kịp, mà những hỏa diễm này chính là thứ sinh mệnh nguyên tố hệ hỏa thích nhất, đồng thời cũng là năng lượng dùng để đề thăng bản thân, vì Ma Chi Vương thông qua không ngừng hấp thu những hỏa diễm này mà thì cường đại, hiện giờ thế giới chi môn mở ra. Hỏa diễm thông qua thế giới chi môn truyền tới cũng bị đưa về. Cho nên hỏa diễm mà Viêm Ma Chi Vương hấp thu cũng đều bị cướp đi toàn bộ. Không có năng lượng sẽ yếu đi có thể nói là chuyện rất bình thường, chỉ là hắn không ngờ lại yếu đến mức này. Nghĩ đến đây, ý định muốn chạy trốn của Thạch Phong cũng biến mất hết. Vì Ma chi vương biến thành yếu như vậy, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu chờ trạng thái ma lực khô kiệt không còn, vì Ma chi vương vẫn sẽ khôi phục, cho dù không mạnh như lúc trước, nhưng cũng tuyệt đối không phải tồn tại mà người chơi hiện tại có thể đối kháng. Không đợi vì Ma chi vương chủ động công kích, Thạch Phong đã sớm giải trừ trạng thái yếu ớt xong bạo phát rút ra thâm viên giả, trước tiên dùng ra hắc ám chi lực, khiến thuộc tính tăng vọt, sau đó lại dùng ra huyện ảnh sát và long hồn. Hắc Long cấp 68 đối mặt với quái vật truyền kỳ cấp 80 có thể nói là không có bất kỳ phần thắng gì, nhưng viêm ma chi vương đang vô cùng yếu ớt không ngờ trong nhất thời cũng đánh ngang tay với Hắc Long, hoặc là nói chỉ chiếm một chút thượng phong mà thôi. Thạch Phong thì không chút thách khí từ bên cạnh vòng về phía viêm ma chi vương để phát động công kích. Diễm lôi bạo Hỏa diễm bạo liệt Cửu đầu long trảm Lôi quan trảm Tuy viêm ma chi vương đã yếu ớt vẫn có năng lực của bóc cấp thế giới Khiến người chơi không thể sử dụng đạo cụ khác Nhưng yếu ớt trên thuộc tính đối với sinh mệnh nguyên tố mà nói cũng chính là suy yếu trên phòng ngự Một kích bình thường cũng có thể lấy đi 2-3 vạn điểm thương tổn Một bạo kích chính là 6-7 vạn một kỹ năng ít nhất cũng hơn 10 vạn điểm thương tổn. Đối với công kích hỏa diễm đoàn thể khủng bố nhất của viêm ma chi vương, thạch phong căn bản là bỏ qua hơn 400 điểm kháng lửa, kháng thương tổn hỏa diễm cũng chỉ hơn 3.000 điểm mà thôi, kéo dài 5-6 giây căn bản không phải là vấn đề. Trái lại điểm sinh mệnh của viêm ma chi vương là một đường giảm điên cuồng. 80% 50% 20% Mắt thấy thời gian duy trì của Hắc Long sắp hết, mà điểm sinh mệnh của Viêm Ma Chi Vương vẫn còn khoảng 10% chỉ cần hóa thân của hắc long vừa chết sẽ đối mặt với kết quả không thể không đối chiến chính diện với viêm ma chi vương đành chịu thôi thạch phong thở dài lại từ trong ba lô lấy ra tà thần chi kiếm đối mặt với bót cấp thế giới muốn bỏ chạy là quá khó khăn nhất là dưới tình huống chiến đấu đến bây giờ kỹ năng đều đã dùng hết loại cơ hội này nếu bỏ lỡ vậy chính là thật sự bỏ lỡ chết thạch phong cắn răng tế hiến mười điểm toàn thuộc tính lại phát động tà thần chi kiếm trực tiếp dùng ra thí thần. Năm đạo kiếm quang xẹt qua, trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể của viêm ma chi vương, để lại những vết kiếm rất sâu trên mặt đất. Nhân loại chết tiệt, nếu không phải năng lượng của ta đều bị thế giới chi môn hút đi. Viêm ma chi vương nhìn thạch phong trước mắt, trong lòng lửa giận vạn trường, nhưng điểm sinh mệnh giảm xuống là có thế nào cũng không dừng được, cuối cùng cũng về không. ầm uhm. vimachi Viêm ma chi vương ngã xuống đất, hỏa diễm toàn thân cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, trên mặt đất khô cằn chỉ còn lại một mình thạch phong theo viêm ma chi vương tử vong hỏa nguyên tố cùng bạo trong toàn bộ sơn mạch cũng quy về bình tĩnh cuối cùng cũng chết rồi thạch phong nhìn hóa thân hắc long đã bắt đầu tiêu tán không khỏi thở phào nhẹ nhõm nếu không phải thâm nguyên giả có thể biến ảo ra hắc long dựa vào bản thân hắn căn bản không thể đối kháng với viêm ma chi vương dẫu sao viêm ma chi vương có yếu tới mấy thì cũng là quái vật truyền kỳ lực lượng hoàn toàn vượt trên hắn thì không nói điểm sinh mệnh cũng nhiều hơn hắn, cho dù chỉ còn lại 10% điểm sinh mệnh cũng có thể làm giết hắn. Tuy vì vậy mà phải tế hiến 10 điểm toàn thuộc tính, có điều nhìn bảo vật chất thành núi nhỏ sau khi vima ma chi vương chết để lại, tất cả đều không còn quan trọng. vima ma chi vương là bóc cấp thế giới, cho dù là bởi vì nhiệm vụ bị cường hành nhược hóa, nhưng cũng là bóc truyền kỳ cấp thế giới, đồ rơi ra vẫn rất nhiều. Hơn nữa kích sát vima ma chi vương, hắn cũng không chỉ là vì đồ rơi ra của viêm ma chi vương một điểm quan trọng nhất là tấn thăng lệnh của công hội thứ này chỉ có thủ sát viêm ma chi vương mới rơi sau này kích sát viêm ma chi vương có xác suất nhất định rơi ra công hội tấn thăng lệnh trước mắt linh dực công hội là công hội ba sao đối với công hội khác mà nói thì có ưu thế tương đối lớn nhưng theo tốc độ công đánh phó bản đoàn đội trăm người cấp địa ngục của các công hội lớn càng lúc càng nhanh trở thành công hội ba sao cũng chỉ là vấn đề sớm muộn thế lực siêu cấp trở thành công hội ba sao so với linh vực công hội bọn họ thì chính là hai khái niệm khác nhau không chỉ là sở thuê mướn công hội còn là phòng huấn luyện công hội ưu thế của hai nơi này muốn thể hiện ra được thì phải xem quy mô của một công hội quy mô càng lớn thì càng có lợi như là linh vực vất vả lắm mới trở thành công hội số một của tinh nguyệt vương quốc cho dù điên cùng phát triển có lẽ trên chiến lực là giống như công hội nhất lưu nhưng trên quy mô vẫn kém xa càng đừng nói các thế lực siêu cấp thế lực bao phủ mấy vương quốc và đế quốc, có thế lực siêu cấp thậm chí bao phủ hơn 10 tới hơn 20 vương quốc và đế quốc. Có thể tưởng tượng sau khi những thế lực siêu cấp này trở thành công hội ba sao sẽ khủng bố cỡ nào. Mà linh dực công hội không thể hiện ra được, chính là bởi vì tích lũy tiền kỳ căn bản không cùng một đẳng cấp, hắn là bắt đầu từ số 0, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho dù hắn chiếm hết tiên cơ, hiện tại cách nội tình tích lũy ở tiền kỳ của công hội nhất lưu vẫn kém một đoạn, càng đừng nói là các thế lực siêu cấp. Có điều đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, đây là hiệu ứng lăng cầu tuyết, bằng không các thế lực lớn cũng sẽ không điên cuồng đầu nhập lúc thần vực mới mở, mời chào nhân tài khắp nơi, tiền kỳ có lẽ không nhìn ra, nhưng càng đến về sau thì thể hiện thể hiện rõ ràng, muốn đuổi kịp không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ cần thế lực siêu cấp trở thành công hội ba sao, rất nhanh sẽ bồi dưỡng ra rất nhiều người chơi tin anh thì không nói, tài lực cũng sẽ có được đề thăng không nhỏ. Nếu linh dược công hội xưng bá một vương quốc muốn ở trên tốc độ phát triển vượt qua những thế lực siêu cấp 3 sao này, như vậy chỉ có một biện pháp. Tấn thăng thành công hội 4 sao. Công hội 4 sao khác với công hội 3 sao, ưu thế không thể hiện trên quy mô, mà là càng chi tiết hoa hơn, không có thêm kiến trúc đặc thù, chỉ có thông đạo khai thông tới Hiệp hội Mạo Hiểm Giả, chính thức trở thành công hội cỡ lớn được Hiệp hội Mạo Hiểm Giả tán thành. Đến lúc đó sẽ do Hiệp hội Mạo hiểm giả trực tiếp đến công hội tuyên bố nhiệm vụ cỡ lớn, những nhiệm vụ này có dễ có khó, cũng có nhiệm vụ cấp vương quốc. Phần thưởng của những nhiệm vụ này đều rất dày, hơn nữa đối với người chơi mà nói, đồng thời cũng có thể đề thăng cấp bậc của cá nhân người chơi ở Hiệp hội Mạo hiểm giả. Mà một điểm quan trọng nhất của trở thành công hội 4 sao, ở trên thần vực đại lục trong tất cả Hiệp hội Mạo hiểm giả đều thiết lập sở nghỉ ngơi công hội lâm thời, sở nghỉ ngơi lâm thời này có lẽ không lớn, nhưng có một lợi ích đó chính là có thể nhận được ủy thác của thành trấn npc đối với công hội không cần khiến thành viên công hội giới hạn ở một trấn một thành có công hội trú địa tất cả thành viên công hội đều có thể phân tán đến các nơi ở thần vực đại lục làm nhiệm vụ không cần đi cướp nhiệm vụ dẫn tới hiện tượng tài nguyên thăng cấp không đủ dùng khuyết điểm duy nhất chính là sẽ bị hiệp hội mạo hiểm giả lấy đi một bộ phận không giống nhận nhiệm vụ ở công hội trú địa công hội có thể có được phần trăm nhiệm vụ tương đối có điều cho dù là như vậy, cũng có thể mang đến nhiều tài phú hơn cho công hội, đồng thời còn có thể đề thăng độ danh tiếng ở thần vực đại lục trên diện rộng, chính là nhất cử lưỡng tiện. Đây là đặc điểm của công hội 4 sao, không cần giới hạn phát triển ở một nơi. Đương nhiên kết quả như vậy cũng rất rõ ràng, cạnh tranh giữa công hội không chỉ là một, đối thủ cũng sẽ càng lúc càng nhiều, cạnh tranh cũng sẽ càng lúc càng kịch liệt. Nhưng chỉ cần trở thành công hội 4 sao trước một bước, có thể chiếm được ưu thế không nhỏ cho nên hắn mới muốn mạo hiểm kích sát viêm ma chi vương. Lập tức Thạch Phong bắt đầu sửa sang lại đồ rơi ra của viêm ma chi vương. Đúng như Thạch Phong đoán, trong vật phẩm rơi ra đếp xác có tấn thăng lệnh của công hội 4 sao, chỉ cần danh tiếng công hội của công hội 3 sao đạt tới 20 vạn là có thể tấn thăng thành công hội 4 sao. Rơi ra đúng là nhiều thật, không hổ là bóp cấp thế giới. Thạch Phong đếm kỹ vật phẩm rơi ra, thầm liếu lưỡi. Vật phẩm một chút tổng cộng có hơn 100 kiện, trong đó các loại tài liệu hiếm có chiếm hơn nữa, mà trong những tài liệu này còn có thất diệu tinh thạch vô cùng hiếm có, tuy chỉ có 3 viên, cũng chỉ là 10 đơn vị mà thôi, nhưng trình độ quý giá của thất diệu tinh thạch hơn xa tài liệu khác, bình thường căn bản là không thể nhìn thấy. Ngoài ra vũ khí trang bị rơi ra đều là phẩm chất tinh kim cấp 70 trở lên, trong đó còn rơi ra 46 trang tinh kim cấp 70 lôi viêm chi tội và 6 trang tinh kim cấp 70 trọn vẹn trước phong, còn có một kiện trang bị cấp sử thi trước viêm chi thủ. Vũ khí trang bị rơi ra này nhìn thì bình thường, nhưng lại hai mắt thạch phong sáng lên. Bởi vì sáu trang tinh kim cấp 70 lôi viêm chi tội chính là sáu trang cực phẩm của nghề nghiệp hệ ma pháp. Đây là cực phẩm cực phẩm chỉ có quái vật truyền kỳ giả ngoại cấp 70 trở lên mới rơi ra, tổng cộng là bộ sáu kiện, muốn gom đủ cũng khiến thế lực siêu cấp phải tốn không ít công phu mới được. Mà bộ chức phong còn lại cũng vậy, chỉ là sáu trang nghề nghiệp bản giáp, kháng lửa không chỉ vượt không chỉ, hiệu quả bộ sáu kiện cũng vô cùng nghịch thiên, có thể khiến người chơi hóa thân thành Hỏa Chi Chiến Thần, có trình độ sinh mệnh có thể so với Thái Cổ chủng. Trình độ sinh mệnh của người chơi hóa thân thành Thái Cổ chủng có lẽ không bằng phân thân của hắn hóa thành Hắc Long, nhưng luận về khống chế, người chơi trực tiếp hóa thân sẽ dễ dàng hơn nhiều, có thể nói người chơi có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của Thái Cổ chủng, thực lực mạnh tới mức nào là không cần nghĩ cũng biết. Chỉ là nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là thương tổn phải chịu đối với hệ thủy và hệ băng là gấp bội nhưng cho dù là như vậy cũng vô cùng lợi hại rồi. Mà bộ sáu kiện nghề nghiệp hệ ma pháp lôi viêm chi tội này cũng vậy, có thể hóa thân thành lôi viêm sứ giả. Bởi vì hiệu quả sao trang hai kiện này, nhìn thì thuộc tính bình thường, lại được công nhận là sáu trang mạnh nhất của cấp 70, cho dù là sáu trang ám kim cấp 70 cũng không bằng. Hắn không ngờ, lần này gom đủ chiếc phong, mà lôi viêm chi tội cũng gom được bốn kiện, chỉ cần gom thêm hai kiện là có một bộ hoàn chỉnh. Chỉ cần để thành viên trong công hội trang bị hai kiện sáu trang này lên, quả thực là quá đã. Về phần bố giáp hộ thủ cấp sử thi chức viêm chi thủ cũng rất không tồi, không chỉ gia tăng nhiều kháng lửa, còn có thể khiến độ hoàn thành kỹ năng ma pháp của người chơi đề thăng 2%, kêu gọi một con hỏa chi sứ ma lĩnh chủ cùng cấp bậc đối với người chơi hệ ma pháp không am hiểu cận chiến mà nói chính là hộ thủ cực phẩm. Lập tức sau khi sửa sang lại vật phẩm rơi ra của viêm ma chi vương xong, Thạch Phong từ trong ba lô lấy ra hiền giả chi thủ để kiểm tra, ấn kiểm tra thuộc tính. Lúc trước phải đối phó viêm ma chi vương, căn bản không có thời gian kiểm tra hiền giả chi thủ đã khôi phục hoàn toàn. Hiện tại viêm ma chi vương đã giải quyết, tất nhiên cũng rất hiếu kỳ hiền giả chi thủ ở đời trước đã biến mất này rốt cuộc là bộ dạng gì. Trong nháy mắt Thạch Phong từ trong ba lô lấy ra hiền giả chi thủ, chỉ thấy không gian xung quanh đều biến thành nặng nề, giống như toàn bộ không gian đều có chút không thể thừa nhận được năng lượng tinh thuần của hiền giả chi thủ. Lúc trước bởi vì có viêm ma chi vương, chưa cảm nhận kỹ, nhưng hiện tại chỉ là lấy ra hiền giả chi thủ mà thôi, trừ có thể cảm nhận được năng lượng tinh thuần ra, còn có một loại cảm giác kỳ ảo không sao diễn tả được. Giống như vào lúc này, thế giới đều biến thành yên tĩnh, tất cả đều biến thành bình thản đơn giản như vậy. Đây là hiền giả chi thủ chân chính sao? thạch phong nhìn bảo châu màu đỏ trong tay trong lòng không nhịn được mà nhịn được có chút kích động nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha